Trong các mối quan hệ lãng mạn lúc ban đầu, tình dục có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đối tác loại bỏ các phản ứng dựa trên nỗi sợ hãi và tập trung lại bản thân vào tần số rung động nguồn của họ. Nó có thể đóng vai trò như một không gian thiêng liêng, nơi những sự giả tạo của vỏ bọc bên ngoài được gạt sang một bên, và trạng thái ý thức quan trọng được đặc trưng bởi sự cởi mở của trái tim, sự tin tưởng, yêu thương và niềm vui có thể được xác thực lại. Hầu hết, chúng ta không thể thực hiện việc loại bỏ, cân bằng và chuyển đổi chỉ trong trí tưởng tượng của mình. Chúng ta cần trải nghiệm về cường độ linh hồn để có thể phát triển bản thân về mặt thể chất. Tình dục là một trong những cách để có trải nghiệm đó. Ngoài ra, nó có thể cân bằng năng lượng âm và dương bên trong cho cả hai người. Và trong những biểu hiện tinh tế hơn, nó sẽ đưa cả hai vào một trải nghiệm cao hơn, phổ quát hơn về yêu và được yêu. Nếu những thói quen cảm xúc không lành mạnh đang len lỏi vào đời sống tình dục của bạn, thì điều đặc biệt quan trọng là bạn phải xóa bỏ chúng. Bởi vì bạn cần có một nơi trú ẩn an toàn, đáng tin cậy cùng với một người khác, giống như cách bạn tìm thấy định trong thiền hay có một không gian riêng để tự do sáng tạo, thăng hoa. Tần số rung động nguồn trong mối quan hệ của bạn càng cao, cả hai sẽ càng nhanh chóng bộc lộ sự thật bên trong của mình và tiếp cận những tài năng tiềm ẩn. Tần số rung động nguồn của mối quan hệ kết hợp với mục đích của cả hai người trong việc biểu đạt những điều tốt nhất của bản thân sẽ trở thành một trường năng lượng ý thức cường độ cao, có khả năng mang lại trải nghiệm chất lượng cao hơn từ một nền tảng ý thức nhận biết mở rộng hơn cho mỗi cá nhân. Khi đó, mối quan hệ của bạn trở thành một con đường dẫn đến một cuộc sống thực sự tỉnh thức. Mọi trường năng lượng rung động của các mối quan hệ đều có tần số rung động nguồn riêng của mình. Đó là sự hợp nhất của tần số rung động nguồn hay rung động trái tim của cả hai người. Khi trường năng lượng rung động của mối quan hệ bắt đầu cộng hưởng ở tần số rung động nguồn, hai người sẽ hiếm khi cảm thấy không hòa hợp và tình yêu sẽ phát triển ổn định. Tần số rung động nguồn có một mối quan hệ là trạng thái cởi mở chân thành, trong đó mỗi người có thể cảm nhận được lòng trắc ẩn, nhận thức tinh thần mạnh mẽ và hiểu về lý do tại sao hai người lại ở bên nhau và cảm thấy bình yên bên nhau. Hãy nghĩ về niềm hạnh phúc mà bạn cảm nhận được khi bạn và người yêu của mình đều nồng nhiệt, chân thực và thanh thoát tự nhiên. Sự tương tác qua lại này diễn ra như thế nào? Khi trái tim của cả hai rộng mở, cả hai bạn không muốn gì hơn là hỗ trợ nhau để trở thành bản thể tốt nhất của mình. Khi ở trong tần số rung động nguồn chung của một mối quan hệ, bạn sẽ thấy rõ ràng quá trình tương hợp tần số rung động. Bạn có thể cảm nhận được các vấn đề hoặc đặc điểm cụ thể đang được kích hoạt giữa hai người và hiểu được các động lực tinh tế về cách thức hoạt động của quá trình chữa lành và thanh lọc, cũng như sự bổ sung hoàn thiện lẫn nhau trong biểu hiện vận mệnh của từng người. Sự đồng cảm được tạo ra cho phép bạn trở nên thần giao cách cảm và khả năng nhận biết trước. Mỗi người đọc được suy nghĩ của nhau và cảm nhận được hướng đi cũng như các sự kiện trong tương lai. Các vấn đề thường nhật đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy rằng bạn và đối tác của mình không hợp nhau. Nhưng khi bạn tìm kiếm sự rung động linh hồn trong nhau và tận hưởng cảm giác của mối quan hệ khi ở cùng một tần số rung động nguồn, trái tim bạn mở ra và ý niệm về sự không tương thích sụp đổ. Theo thời gian, khi nỗi sợ hãi được loại bỏ khỏi trường năng lượng rung động chung, thì mối quan hệ ngày càng trở thành một trải nghiệm linh hồn thông qua niềm hạnh phúc, sự sáng tạo và niềm vui giản đơn khi ở bên nhau. Vì các mối quan hệ là sự củng cố và khuếch đại các đặc điểm và rung động của từng cá nhân tham gia trong đó, nên có lý do rằng khi hai người đồng bộ cùng một tần số rung động nguồn, thì trường năng lượng rung động của mối quan hệ sẽ mở rộng khả năng yêu thương vượt xa những gì chúng ta từng biết tới. Hãy nhớ rằng,
Tần số rung động nguồn là sự cởi mở chân thành. Đó là cảm nhận theo cách mà bạn muốn cảm nhận, yêu theo cách mà bạn muốn yêu. Khi cả hai người ở cùng một tần số rung động nguồn, sự khác biệt về tính cách, phong cách và quan điểm hầu như không phải là vấn đề cần bận tâm nữa. Hai bạn muốn yêu và hiểu lẫn nhau và luôn sẵn sàng mỉm cười. Chẳng hạn, thật khó để nổi giận đối với một đứa trẻ mới biết đi khi bé đang cười khúc khích một cách tự nhiên vô cùng đáng yêu. Đặc biệt là vì năng lượng đó bắt nguồn từ tần số rung động nguồn, biểu hiện qua sự trong sáng và vui tươi thuần khiết của một đứa trẻ. Nó mạnh mẽ đến mức tất cả những gì bạn có thể làm là tham gia vào trường năng lượng quá đỗi yêu thương này. Tất cả các tần số rung động nguồn đều như vậy khi chúng được chia sẻ. Những con người trong đó cùng tạo ra một điểm chung. Vì tần số rung động nguồn của mọi người là một phiên bản tình yêu hơi khác nhau, nhưng chúng đều tương thích với nhau, giống như các nốt nhạc trong một giai điệu hợp âm vậy. Tất cả chúng ta được liên kết với nhau bằng một kết cấu năng lượng liên kết vô hình. Mô hình kết cấu năng lượng này liên tục thay đổi và phát triển. Trường năng lượng này được cấu trúc và ảnh hưởng trực tiếp bởi hành vi và sự hiểu biết của chúng ta. Tình dục chi phối tình yêu là khi chúng ta quan tâm đến một người phụ nữ hoặc một người đàn ông như một đối tượng. Khi năng lượng tập trung vào đối tượng, nó hướng ra bên ngoài, nó hướng ngoại và sớm hay muộn, sự quan tâm sẽ giảm dần và tan biến. Ngọn lửa đam mê sẽ biến mất, bởi vì một khi ta đã khám phá, đã hiểu đối tượng rồi thì chẳng còn gì nữa. Ta trở nên hoàn toàn không quan tâm. Và sau đó, ta đã sẵn sàng để chuyển sang quan tâm một đối tượng khác. Vẻ đẹp của một ai đó có thể tồn tại được trong bao lâu chứ? Đơn giản, một đối tượng là một đối tượng và không phải duy nhất. Chúng ta đang biến ai đó thành phương tiện và ta sẽ tiếp tục di chuyển cảm xúc từ người này sang người khác. Năng lượng của ta sẽ tiếp tục duy trì trong một vòng lặp không ngừng, chiếm hữu và sở hữu, lại chiếm hữu và sở hữu. Tình yêu có nghĩa là chúng ta không quan tâm đến người phụ nữ hoặc người đàn ông như một đối tượng. Trên thực tế, ta không khai thác, lợi dụng, cũng chẳng mong cầu một thứ gì đó từ người ấy. Ngược lại, ta tràn đầy năng lượng, ta muốn trao năng lượng cảm xúc đó cho người ấy. Vì vậy, tình yêu là cho đi, tình dục chỉ là muốn sở hữu. Những người yêu nhau giúp nhau ngày càng là chính mình. Những người yêu nhau giúp nhau không đánh mất giá trị bản thân mà trở thành từng cá tính rõ nét. Những người yêu nhau giúp nhau trở thành trung tâm. Tình yêu là sự tôn trọng, tôn kính, thờ phượng. Nó không phải là sự lạm dụng. Tình yêu là sự hiểu biết. Bởi vì năng lượng không phụ thuộc, giam hãm trong vật thể. Nó vẫn tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Và điều đó mang lại sự biến đổi. Nó tích tụ sâu thẳm bên trong. Nếu chúng ta đặt toàn bộ năng lượng của mình vào sự sở hữu cái hiện hữu vật chất, con người, ta sẽ sống một cuộc sống không hiểu biết, không nhận thức. Vì thế, tốt hơn cả là không tập trung năng lượng vào việc sở hữu bất kỳ thứ gì quá nhiều. Hãy để năng lượng rơi vào sâu thẳm bên trong nội tâm. Hãy để nó tích lũy. Hãy để nhận thức về cuộc sống quanh ta mở rộng trở thành một hồ chứa lớn. Hãy để năng lượng ở đó mà không có bất kỳ sự chiếm giữ, chế ngự nào. Và tại một thời điểm nào đó, bước nhảy lượng tử xuất hiện. Ở đó có sự biến đổi và năng lượng trở nên mạnh mẽ, rực rỡ, chuyển hóa thành nhận thức, trở thành hiểu biết. Năng lượng là sự hiểu biết. Hãy ý thức về nó và sử dụng năng lượng một cách có chiều sâu, theo cách mà ta không đơn giản là cứ lãng phí nó. Và đó là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những thứ mới mẻ. Nó hiện hữu trong từng thời khắc cuộc sống, trong ánh bình minh, trong tiếng hót của những chú chim, hay hương vị cà phê buổi sáng. Tình yêu ở khắp mọi nơi ta chọn để tìm thấy, nhận ra, hòa mình vào trong đó.
Khoảnh khắc này có thể là một bản giao hưởng tuyệt vời của niềm vui khi chúng ta hoang hoải như gió trên đồng cỏ khô trong tình yêu mà chúng ta đang mang theo. Và khi một ai đó cũng mang theo tình yêu như thế, tự khắc chúng ta tìm thấy nhau, hòa vào trong nhau. Khi nói về tình dục, tôi muốn đề cập đến các nguyên tắc nữ tính và nam tính như những cách tiếp cận và thể hiện năng lượng tình dục. Bất kể bản chất của chúng ta rung động nhiều hơn về cực nữ tính hay nam tính, thì việc đón nhận nguồn năng lượng nữ tính của chúng ta có nghĩa là đón nhận niềm vui hiện hữu. Không chỉ là niềm vui khi ngửi một bông hoa, xoay vòng cho một giai điệu du dương hay chăm sóc cho bản thân và những người thân yêu của mình, mà còn là niềm vui của tình dục và thăng hoa thực sự. Chỉ cần hiện diện đầy đủ trong cơ thể, chúng ta có thể cảm nhận được cách trung tâm tình dục liên tục rung động với một năng lượng thuần khiết và thô sơ, chứa đựng một sức mạnh to lớn. Năng lượng tình dục là thành phần cơ bản của con người. Tất cả chúng ta đều xuất phát từ tình dục, và do đó cần được trải nghiệm đầy đủ để mỗi bản thể thực sự biểu hiện là một con người. Đó là cách chúng ta đang thực sự sống và tận hưởng bản thể vật lý trong hình hài con người của mình. Chúng ta phủ nhận tình dục, chúng ta đang phủ nhận chính mình và tạo hóa. Chính bằng cách thể hiện tất cả năng lượng của mình, chúng ta cảm thấy toàn vẹn và được tiếp thêm sức mạnh. Năng lượng tình dục chắc chắn thực sự mạnh mẽ, và chính bằng cách hướng sức mạnh này tới tình yêu, và ở đó chúng ta tìm thấy sự cân bằng bên trong và toàn bộ tạo vật hiện hữu bên ngoài cuộc sống. Khi chúng ta để ngọn lửa này chi phối mình, chúng ta bị thất vọng, thèm khát và những ham muốn không được thỏa mãn chi phối cơ thể một cách bức bối. Khi chúng ta đốt cháy ngọn lửa này bằng tình yêu và sự chấp nhận, chúng ta được nuôi dưỡng bằng một dòng năng lượng vô tận, cho phép bản thân tìm ra các giải pháp sáng tạo và nhận ra vẻ đẹp trong tất cả những gì đang biểu hiện từ cuộc sống xung quanh. Sau những cơn mưa và một mầm non có cơ hội đâm chồi, ở đó năng lượng tình dục như một tia sáng lấp lánh của giọt sương đọng lại trên chiếc lá non. Cách chúng ta lựa chọn để thể hiện năng lượng tình dục của chính mình là hoàn toàn cá nhân và duy nhất. Miễn là chúng ta không làm tổn thương hoặc gây tổn hại cho bất cứ ai thông qua ham muốn tình dục của mình. Không có tốt hay xấu, chỉ có biểu hiện của chúng ta về năng lượng tình dục, và chúng ta là những người duy nhất có thể biết rằng điều gì là tốt nhất cho chính mình. Năng lượng tình dục không phải là thứ mà chúng ta biểu hiện thông qua người khác như cách chúng ta vẫn thường được dạy dỗ và hình dung một cách đơn thuần, mà đó là một phần năng lượng mà chúng ta chia sẻ với người khác nếu đó là điều mà chúng ta lựa chọn. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần phải quan hệ với người khác để được thỏa mãn tình dục. Mọi người bị ám ảnh và có định kiến về tình dục bởi vẫn mang theo niềm tin chắc chắn rằng chỉ có thể quan hệ tình dục với những người mà chúng ta cảm thấy bị thu hút, và sự thỏa mãn đến từ những tương tác tình dục với những người khác. Niềm tin này tạo ra một hạn chế sâu sắc vì nó gây ra tất cả các loại kiểm soát và lạm dụng tình dục. Mọi thứ trên thế giới này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu chúng ta cho phép mình rung động nội tâm ở tần số tình dục. Thăng hoa trong bất kỳ hoàn cảnh nào và tận hưởng sự rung động đó cho riêng mình. Tất cả chúng ta đều biết rằng ngoài vai trò là những sinh vật tinh thần, chúng ta còn là những sinh vật có cảm xúc và tình dục. Trong xã hội ngày nay, tâm trí, sự thao túng tâm lý của trường năng lượng tập thể dường như đã đóng một vai trò lớn hơn nhiều, và tôi tin rằng chúng ta cần quay trở vào để tìm thấy sự cân bằng bên trong và qua đó biểu hiện được sự cân bằng bên ngoài. Chúng ta có nhiều trung tâm năng lượng trên khắp cơ thể, nhưng chúng ta chủ yếu rung động thông qua 3 loại năng lượng: tình dục, cảm xúc và tinh thần. Với những thứ này, chúng ta có thể thêm năng lượng tâm linh ít bị ràng buộc vào đó và hòa quyện sâu sắc với tất cả các năng lượng khác trong toàn bộ sự sáng tạo. Tôi đang tập trung hướng vào năng lượng tình dục, cảm xúc và tinh thần
vì chúng rung động liên kết nhiều hơn với cơ thể vật lý mà chúng ta đang sống. Đây là lý do tại sao những đặc tính sinh học của chúng ta có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách chúng ta trải nghiệm cuộc sống. Ví dụ, phụ nữ bị chảy máu hàng tháng và thường xuyên phải tẩy rửa cảm xúc. Vì vậy không có gì lạ khi phụ nữ thường có trí tuệ cảm xúc mạnh mẽ hơn. Trong khi nam giới có xu hướng tuyến tính và ổn định hơn, năng lượng nam tính đại diện cho một không gian an toàn, sự biểu hiện có xu hướng thiếu đi sự nhạy cảm tinh tế và ít biến động hơn. Chúng ta không thể tách biệt sinh học của chúng ta khỏi năng lượng của mình, bởi vì đặc tính sinh học là tấm gương phản chiếu cách chúng ta xây dựng không gian năng lượng của bản thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên nhớ rằng giới tính và cách chúng ta coi mình là bản sắc xã hội là những khái niệm được xây dựng về mặt văn hóa đơn thuần mà thôi. Chúng ta được sinh ra với một cực năng lượng, nam tính hoặc nữ tính, bên trong bản thể. Và điều này đơn giản bởi vì với tư cách là những sinh mệnh biểu hiện trong các lĩnh vực vật chất, chúng ta cần được thể hiện thông qua các cực năng lượng. Mọi thứ trong tự nhiên đều chứa đựng một sự rung động được tạo thành từ cả năng lượng nữ tính và nam tính. Thông qua tự hỏi và tự quan sát, chúng ta có thể nhận ra liệu chúng ta đang nắm giữ một cực năng lượng nữ tính hay nam tính, có thể hoặc không thể được phản chiếu bởi đặc tính sinh học và bản sắc xã hội của riêng mình. Hơn nữa, bất kể cốt lõi của chúng ta có như thế nào, thì vạn vật đều không ngừng hòa nhập với thế giới trong một điệu nhảy vừa mang năng lượng nam tính, vừa nữ tính. Nhận biết liệu chúng ta có bản chất nam tính hay nữ tính có thể giúp chúng ta hiểu cách chúng ta đang vận hành một cách tự nhiên và những gì chúng ta cần để phát triển. Tôi thích nhìn nhận năng lượng cảm xúc chủ yếu là nữ tính và năng lượng tinh thần chủ yếu là nam tính. Và sau đó, tôi xem sự biểu hiện thuần túy của tình dục là sự kết hợp hài hòa của những năng lượng này. Khi tâm trí của chúng ta đồng bộ với cảm xúc và trái tim của chúng ta bình yên với tâm trí, chúng ta tìm thấy sự cân bằng bên trong và điều đó giúp chúng ta phát triển, cảm thấy hoàn thiện và viên mãn nhiều hơn. Năng lượng tình dục là ngọn lửa thô nuôi dưỡng hệ thống năng lượng của chúng ta. Khi sự cân bằng được tìm thấy giữa tâm trí và trái tim, thì ngọn lửa này sẽ đốt cháy một vũ điệu ngây ngất của sự thăng hoa thuần khiết. Nhưng khi không có sự cân bằng, vì tâm trí đang kìm nén và cố gắng kiểm soát cảm xúc, hoặc vì cảm xúc lấn át lý trí và tạo ra căng thẳng bên trong, thì ngọn lửa tình dục của chúng ta không thể tự do tuôn trào, và điều này gây ra tắc nghẽn bên trong. Cô ấy sẽ nhớ những khoảnh khắc mà bạn khiến cô ấy cảm nhận được tình yêu chân thành hơn là những lời yêu đương sáo rỗng. Chúng ta có phải thoát dục mới đạt tới trạng thái giác ngộ không? Thực tế, chúng ta không cần phải vượt qua bất cứ điều gì. Chúng ta cần để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên với mình và sống với nó một cách trọn vẹn, không có bất kỳ sự ức chế nào, hài hòa trong đó theo cách vui vẻ và dấn thân. Chỉ bằng cách sống với dòng năng lượng đó một cách sâu sắc, một sự siêu việt tự nhiên sau đó sẽ đến. Ham muốn tình dục, như chúng ta đều biết, là một ham muốn sinh học tự nhiên, có thể có hoặc không dẫn đến sự thủ dâm hoặc quan hệ tình dục. Và điều này cũng có thể dẫn đến cực khoái hoặc không. Phản xạ cực khoái là một khía cạnh tự động của hệ thần kinh. Nó được lập trình sẵn trong cơ thể con người để cần đạt cực khoái thường xuyên. Tần suất đạt cực khoái phụ thuộc vào độ tuổi và sức khỏe của người đó. Đối với hầu hết mọi người, cực khoái là cực kỳ khoái cảm thăng hoa. Nó tràn ngập cơ thể với các hormone khoái cảm, mang lại cảm giác hưng phấn và vui vẻ. Trong một khoảnh khắc, tâm trí dừng lại, cảm giác về thời gian biến mất và chúng ta được cung cấp một cái nhìn thoáng qua về cảnh giới niết bàn. Trạng thái của niềm vui thuần khiết này là một cánh cửa do thiên nhiên ban tặng, cho phép chúng ta trải nghiệm cuộc sống một cách trọn vẹn và mang tính toàn thể. Thông thường, trong những khoảnh khắc xuất thần này, chúng ta biết vượt ra khỏi sự nghi ngờ và cảm nhận cuộc sống chỉ đơn giản là tình yêu. Đó chính là một trong những trạng thái của định trong thiền, hay trạng thái sóng não giúp kết nối tầng ý thức rung động cao hơn.
tâm trí bị điều kiện ràng buộc bởi những niềm tin nhất định có thể ức chế phản ứng tình dục, nhưng không thể kiểm soát phản xạ cực khoái. Ngay cả khi một người không thực sự ham muốn tình dục thông thường, bằng cách thủ dâm, họ vẫn sẽ có những giấc mơ, trong đó tưởng tượng tình dục sẽ dẫn đến cực khoái. Một biểu hiện nguy hiểm hơn, nảy sinh qua sự kìm nén tình dục, đó là sự đổi bại. Không có thứ gì có thể cưỡng lại dòng năng lượng trung tính tự nhiên, và nó cần được biểu hiện qua nhiều hình thái, trong đó có tình dục. Một số người bị tra tấn bởi những thôi thúc tình dục không ngừng nghỉ, đến mức họ trở thành những kẻ hiếp dâm hoặc ấu dâm. Trải dài trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều tổ chức tôn giáo mang định kiến, giáo điều lệch lạc lại chính là nơi vướng mắc vào điều này không ít. Và lập trình đó tạo ra những ám ảnh xã hội, là một trong những nguyên nhân của sự sợ hãi, tránh né mỗi khi nhắc đến tình dục hay sự xuất hiện của những biến thái tình dục ngày nay. Và vẫn còn một khía cạnh khác của tình dục rất phổ biến trong xã hội hiện đại của chúng ta, đó là do tinh thần thúc đẩy. Một người thiếu quan hệ tình dục và cũng có thể thiếu sự kết nối với xã hội. Họ có thể thiếu sự tiếp xúc của con người với nhau và chỉ có thể tìm thấy sự thỏa mãn bằng cách tưởng tượng, tiếp xúc với những mô hình ảo ảnh thông qua các phương tiện như máy tính hay điện thoại. Và họ chìm đắm trong đó để thỏa mãn năng lượng thôi thúc bên trong mình. Có một phạm trù tình dục khác rất quan trọng cần phải hiểu. Tình dục do cảm xúc điều khiển. Điều này xảy ra khi một người có những cảm xúc bị kìm nén mạnh mẽ, chẳng hạn như tức giận, sợ hãi hoặc buồn bã. Cảm xúc cũng giống như là thời tiết, rất hay thay đổi. Và với cảm xúc của chúng ta cũng vậy. Nếu cảm xúc bị trì trệ, chúng ta sẽ tìm cách thể hiện gián tiếp thông qua các phương tiện khác. Và một trong những điều đó là tình dục. Một trong những cách rất phổ biến mà mọi người đã tìm thấy để giải phóng những cảm xúc bị kìm nén là thông qua hoạt động tình dục và đạt cực khoái. Tuy nhiên, đó là việc giải tỏa căng thẳng hơn là một trải nghiệm sâu sắc về sự vui sướng. Bởi vì một người không thực sự được thỏa mãn thì chu kỳ cảm xúc không bao giờ tìm thấy sự giải phóng thực sự của nó thông qua biểu hiện có ý thức. Ngày càng có nhiều mong muốn được giải phóng và người đó tiếp tục phóng chiếu sự thôi thúc đó bằng nhu cầu tình dục. Đây là môi trường sinh ra chứng nghiện sex và nó trở thành một vòng luẩn quẩn. Sự giải phóng tinh thần được tìm thấy khi chúng ta quay trở lại bản chất tự phát ban đầu của mình. Điều này có thể đạt được bằng cách giải tỏa những căng thẳng và kìm nén cảm xúc của chúng ta trở về nguồn gốc của chúng. Đó có thể là những ký ức tuổi thơ đau buồn hoặc hệ thống niềm tin cứng nhắc. Khi chúng ta học được tính linh hoạt của cảm xúc, tình dục của chúng ta không còn phải hoạt động như một đường dẫn cho chứng loạn thần kinh của chúng ta nữa. Sau đó, chúng ta có thể bắt đầu tận hưởng khoái cảm tình dục tự nhiên và tự do. Cơ thể có trí tuệ riêng để biểu hiện tình dục. Và ở một người cân bằng, điều này được kết nối với tình yêu và tinh thần. Chúng ta chỉ có một dòng năng lượng chung, và bản chất nó chảy qua tất cả những gì chúng ta biểu hiện. Đó là cơ thể, trái tim, tâm trí và linh hồn. Tình dục là một trải nghiệm vui vẻ khi được sống trong sự giao cảm sâu sắc với một người khác và với toàn bộ tạo vật. Cho phép dòng chảy sinh lực chạy qua chúng ta một cách đa chiều. Điều đó sẽ mang lại niềm vui, lòng biết ơn và hạnh phúc cho cuộc sống của chúng ta.